ở đó nó cũng đi làm được chút đỉnh, còn bây giờ càng ngày càng 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 ấy luôn. Bây giờ đó tôi mà tôi có nói nó giữa đất đai nó ở, tôi ở về nó còn đạp tôi đi nữa, mà nó nói tôi ở giữa đường nó đi. Bây giờ càng ngày càng tệ hết, mẹ cũng như con như mẹ thì tôi lớn tuổi rồi, tôi mầu cái con nó. Trước kia anh chia sẻ là anh còn đi xe máy được, còn đi làm được, mà bây giờ càng ngày là mắt càng mờ. Hồi đó nó đi xe máy được thiệt, bây giờ nó không có dám đi nữa đâu. Người người cho bá đây nó còn đạp lơ, nó đi xe máy nữa, con nước đi đào lỗ trước á. Mến chào cả nhà thân thương. Lời đầu tiên Đức Trinh Lê Thang xin gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Và cả nhà hôm nay Đức Trinh Lê Thang lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình một hoàn cảnh của một người anh, người đồng bào rất lây, cuộc sống rất là khó khăn. Anh ấy bị mù mắt cả nhà. Kiểu như là anh ấy vẫn thấy mờ mờ nhưng mà cuộc sống rất là vất vả và khó khăn luôn. Thì trước mặt cả nhà mình đây là cái hoàn cảnh của ảnh. Ảnh đang xúc cát thuê cho người ta. Mắt của ảnh thì không có nhìn thấy rõ cả nhà. Thì ảnh có chia sẻ với Đi Trường Lên Thang á, là anh không có tiền đi Sài Gòn để chữa trị mắt. Anh đang xúc cát thuê cho người ta hả? Thế khổ nữa, cái đường làm lại ba nữa. Để cả nhà nhìn cái đôi mắt của anh trai nè. Anh có nhìn thấy rõ không? Không Nhìn thấy mờ mờ hả? mờ Ồ. Anh bị mắt mình bị lâu chưa? lâu rồi, mấy năm rồi, Mấy năm rồi cỡ lúc 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 hồi nhỏ thì thấy đi xe được, còn hết đi xe được rồi, cỡ 17 18 tuổi thì còn thấy đi xe được, còn mới mờ luôn rồi. Hết hết đi xe được luôn. À, là mình không thấy đường để chạy xe nữa mà mình đi Đó, bộ thôi. đi bộ thôi. Lý do tại sao mình lại bị như vậy? Không đâu biết đâu. Là tự dưng là bị như vậy hả? Tự nhiên bây giờ đúng Khi mà anh bị như vậy là bao nhiêu lâu anh mới phát hiện ra là mắt mình không còn thấy đường nữa? không? Có mấy, nói chung là lúc cỡ 18 20 tuổi thì còn thấy đường, còn lúc cỡ 20 25 tuổi thì mờ luôn không? Mờ tới bây giờ luôn không? Nhẹ hả? Trước tiên thì anh cho em biết tên anh đi. Mang Khương, tụi ở thuộc Bắc Bắc Sơn Sấm Bàng. Anh năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi. 30 tuổi. Anh lập gia đình chưa? Có rồi. Có rồi hả? Có vợ hai đứa con. Ồ. Là lúc trước anh bị mắc đó, anh có đi bác sĩ khám không? Có đi bác sĩ nhà thương tỉnh thì thương tỉnh nó nhà thương tỉnh cho giấy đi Sài Gòn mà không có tiền đi Sài Gòn. Rồi về lại. Tới bây giờ luôn không? Rồi cái thời điểm của anh đi khám đó là lâu chưa? Lâu năm 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 2 năm đây à, Mới 2 năm đây. hôm nay mà bác sĩ nói có bác sĩ viết viết giấy đi Sài Gòn, chỉ đi Sài Gòn mà không có tiền, rồi về ở tới bây giờ luôn. Rồi anh thấy cái đôi mắt của mình hiện tại bây giờ nó có nhức nhói hay là không bị không đau không? không có đau Đau rát gì không? không không bình thường mà nó mờ Mình nhìn thấy rõ không anh? không không nhìn thấy mờ mờ, từ đây có cách cỡ gần đây chút thấy, còn xa như ông kia thì cũng thấy sơ sơ mà mờ. Vậy là anh đi xúc cát thuê cho người ta vậy một ngày được bao nhiêu tiền? Có nhiêu ăn nhiêu à, dù có hàng trăm, có 150, có 70 80 có thì theo à, làm bề bạ Ngày nào mình cũng làm hay là công việc đều đều hay là lúc có lúc không? mà. Có lúc không chứ, người ta đâu có chở miết đâu, lúc ngày nghỉ cũng một ngày một hai ngày làm có, một tuần nghỉ cũng có nữa, còn đâu có làm gì được đâu, đâu có thấy mắt nào mà đi làm xa xôi được. Mình thấy thấy mắt cho mình mới đi làm hai cà phê là được, hay là đi làm bún làm thuê được, mình đâu thấy mắt đâu, đi đâu đi rừng đi núi đâu được đâu. Cả nhà Đôi Chân Lên Thang đã đến nhà của anh chàng mù. Cái hoàn cảnh của anh chàng mù này cũng rất là đặc biệt cả nhà. Ảnh cũng khó khăn trong cuộc sống. Đây là cái ngôi nhà tình thương của nhà nước họ tặng, một nhà 134. Thấy cuộc sống của anh trai thì cũng rất là vất vả. Gia đình đang ăn cơm nên Đôi Chân Lên Thang tới đột ngột quá. Con chào bà nha. Bà là mẹ của anh tên gì nãy em quên rồi, anh Khương Khương. Ở đây là anh có biệt danh là anh Khương mù hả? Nghe nói là bà cũng bị mờ mắt hả? của con này cũng thấy chút đánh, còn con này không thấy luôn, Dạ. không có đi lụng phân ăn cả ngày, không đi lụng từng từng cục phân, đâu có lẽ có rừng gì đâu con, Dạ. ngày nào cũng đi lụng phân, ngày mưa này thì nó có đi lụng phân được đâu, cũng đi Nhặt phân bò đó hả nhặt phân bà? bò. Bà tên gì bà nhỉ?
tên Đường. Thị Đường. Dạ. Bà lớn tuổi chưa? Năm nay 63 tuổi. 63 tuổi rồi. Ừ. Có hai mẹ con, mà con má, nó cũng có vợ, mà con có mụ, mẹ con cũng thế luôn. Dạ. Ăn cả ngày, có ngày được. Làm ăn cả ngày cũng có nó láo, mà có ngày đi, có ngày cũng không, tự chừng mắt nó lỡ. Dạ. Ừ. Bà bị mù là mù mình lớn tuổi mình bị mờ mắt hay là mình dạ, bị hồi nhỏ. Còn thằng kia nó qua bên đây thời đó con đây còn thấy đỡ đỡ, bên này gặp con đỡ thì cá hai ba người lẫn từ mắt nó ấy gặp người đi gần có thấy, lẫn đi xa thì không có thấy đâu. Dạ. Bởi vậy đi lụng thân đi hai củi thì tay lên sập xuống huyết rồi. Tự vì không có ai đâu. Còn ở trên nè, thằng này thì nó cũng mù mà nó về nhà vợ nó ở rỡ. Còn tôi thì cũng đi leo veo đi lụng thân cả ngày. Dạ. Đâu có gì đâu mà lụng làm bây giờ. Có rễ, có rừng, có đào, có miếng cầu đâu đó. Mình đi hái cái này không có. Bây giờ không có đi lụng thân rồi, cũng đi xin ăn rồi bà. Cả nhà đây là bên trong phía ngôi nhà của anh chàng mù. Thì hôm nay Đội Trinh Lên Thang đến á, Đội Trinh Lên Thang muốn tìm hiểu để giúp đỡ cho anh chàng mù một ít tiền. Tại vì mắt của anh chàng mù thì có cơ hội để chữa lành. Nhưng mà nếu mà đi vào Sài Gòn để chữa trị mắt á, rồi đi khám và ở lại thì rất là tốn kém, không biết phải làm sao. Thì trước mắt thấy anh khó khăn trong cuộc sống, Đội Trinh Lên Thang cũng muốn đến giúp cho anh một ít tiền để cho anh có tiền để trang trải cho cuộc sống sắp mấy ngày tới cả nhà. Thì bác có chia sẻ là hàng ngày là bác đi nhặt con bò để kiếm sống. Kiếm sống thiệt. Còn bây giờ không có làm gì, còn lúa. Khi nào bác cũng nói thiệt, ở trong đây người ta không thấy. Hay người ta đi làm mùa lúa thì bác cũng có. Đào bây giờ đi mốt không được đó con, bác đi xin. Dạ. Đi xin, đào cô bác người ta thương á. Mình không có một mà không có con, hai ở một thân, một thị. Ổng thì cái chồng chấp cho nó ở chứ con ổng mà. Có hờ có hờ không, chắc cũng đi xin ăn thiệt. Dạ. Ở trong này người ta cũng biết thôi. Đi xin ăn, rồi hết mùa thì bắt đầu đi lượm phân. Dạ. Đi lượm phân bò. Một ngày cho 2-3 người dồn lại. 5-10 bữa mới được 2-3 cây á. Cây 35 ngàn một cây. Dạ. Đi làm ăn vậy không, đâu có cái gì đâu làm. Tên này thì khổ khăn. Thì mấy chú cũng thấy. Cái này khó làm ăn lắm. Công việc của bà là mình đi lên núi nhặt phân bò. Mình bò. Còn làm cái nghề nào khác nữa không bà? Cái gì làm ở luôn. Nhặt phân bò hả? Mùa ta cắt lúa thì đi xin ăn rồi. Dạ. Không có chuyện nào mà làm nữa hết ý. Ở trong này ai cũng biết hết ý. Người ta có con có cái, người ta còn nhờ con nhà cái. Còn bác thì không có cái gì hết ý. Không có cái này, có cái kia. Còn ta có rễ, có rừng. Mùa này người ta đi hái đào hay là miếng cầu, ta có miếng cầu. Còn bác thì không có gì đâu, hồi xưa giờ có cái bột ba tư nè, nước cho đây. Bác có mấy người con? Có thằng thằng này cho mấy. Dạ. Cháu để mẹ đi hái miếng cầu nó gỡ. Dạ. Mẹ nó đi lên nước hai miếng cầu. Còn đã có thằng thằng này. Mà... Như cái trường hợp của anh Khương nè, mắt anh Khương là bị cái vấn đề gì mà... Hồi nhỏ vậy. Hồi nhỏ lớn, ở trong bụng mẹ cũng vậy luôn ấy. Nó ra trong bụng mẹ luôn ấy. Đâu có bị gì đâu. Hồi nhỏ thì sao thì mình nói vậy, tới ở đây người ta cũng biết nó hồi nhỏ lớn, ở trong bụng mẹ ra vậy luôn ấy. Vậy mắt của anh Khương có cơ hội để chữa trị không? Để sáng lại không? Thì cũng muốn có mà đâu có tiền bạc đâu con, khổ mà. Mình để lâu như vậy rồi, không biết hiện tại bây giờ nếu mà đi khám lại thì có đi mổ được không? Chữa trị được không? Phát rồi. Nào thì thôi nó. Chừng nào đây biết cái công việc thì như bác muốn đi cũng chữa trị cho nó sáng mà không có ngàn nào đâu. Là con sợ nếu mà bị trong bụng mẹ thì chắc cũng khó. Như khó khó thì giờ cũng sao nó chịu chứ sao nữa. Phải chữa được thì cũng chữa mà. Đi khám thì ấy. Đi khám thì. Thì bác sĩ nó thì biết lấy đi xe Sài Gòn mà không có tiền đi. Khám như thương tỉnh đó. Dạ. Thì thương tỉnh mà nó đi Sài Gòn bây giờ không có tiền. Lúc đó mình có hỏi bác sĩ là nếu mà đi Sài Gòn thì tốn kém nhiều không? Nhiều lắm, bác sĩ nói vậy.
Nhiều là bao nhiêu anh? Đâu có, không biết nơi có người dẫn đi mà có bà sơ bà dẫn đi. À. À, lúc đó đó bà sơ ở ở hầu diêm của đền đó đi. Đi vô đây nó thì muốn chữa sáng không, tôi cũng nói thiệt nó sao muốn sáng người nhờ hai mắt mà bây giờ thì không có tiền. Sơ nói thì giờ không có tiền thì con dẫn đi, đi tới nhà thương kiện đi. Khân khoa mắt thì nó thì nói mắt đây hồi lâu rồi chữa không được, đi Sài Gòn này chữa. Sơ mới nói thì nhiều quá sơ không có Sơn có dẫn đi nữa. Nhiều tiền quá Sơn dẫn đi nữa. Sơn nói nhiều tiền quá rồi Sơn có dẫn đi nữa. Dạ. Ở miết tan giờ luôn rồi. Mà đâu tiền đâu chữa. Bây giờ có mù thì cũng chịu chứ giờ sao con. Dạ. Khổ mà. Ăn từng cục phân rồi đi lộn từng ấy mà. Anh lập gia đình lâu chưa? 7 năm. 7 năm rồi. Là trước kia là mắt vẫn còn sáng. Sáng cũng thấy đường hơn bên đây mờ hơn rồi. Hồi đó nó cũng đi làm được chút đỉnh. Còn bây giờ càng ngày càng 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 ấy luôn. Dạ. Bây giờ đó tôi mà tôi có nói nó giữa đất đai nó ở tôi ở về nó còn đạp tôi đi nữa mà nó nói tôi ở giữa đường nó đi. Bây giờ càng ngày càng tệ hơn. Mẹ cũng như con cũng như mẹ thì tôi lớn tuổi rồi tôi mù cái con nó. Trước kia anh chia sẻ là anh còn đi xe máy được, còn đi làm được. Bây giờ càng ngày là mắt càng mờ. Hồi đó nó đi xe máy được thiệt, bây giờ nó không có dám đi nữa đâu. Dạ. Người cho bá đây nó còn đạp lơ, nó đi xe máy nữa, có nước đi đào lỗ trước á. Dạ. Rồi cuộc sống hiện tại bây giờ là anh chỉ đi xúc cát thuê thôi. Chắc là mày bà kiếm ngày 50-70 rồi, 100 ngàn rồi. À, đâu vợ anh đâu? Đi hai bông hoàng. Hái trái bồ hòn á hả? Đi trên núi á hả? Trên núi á. À, mình hái trái bồ hòn để về bán hả? Vâng, cái 20 ngàn ký á. Hồng hòn già thì 25 ký, non á, hơi non thì 20 ngàn. Ngày đi còn có... nó mạnh tay mạnh chân nó đi được, có con bác nè, đi lên sập xuống sao đi. Bác thì cũng bị mù hết con mắt. Mắt đây thì không có thấy luôn đâu, con mắt đây cũng thấy lờ. Dạ. Đi đâu cũng phải có một cái nón vậy mới thấy, là không có cái nón là không có thấy đâu. Có khi nào mà anh đi bộ đi làm bị vắt té lần nào chưa? Tôi biết chưa. Mắt nó thiệt bữa nay là nếu mà ban ngày mình đi mờ vậy là ban đêm có thấy được đi không? Không, ông đêm ngủ đi đâu nữa, con té nữa. Ăn xong cứ đi ngủ. Ăn xong ngủ cho đi đâu con té nữa. À, là ban đêm mà không thấy được luôn. Không. Ngủ đêm ngủ cho ăn xong ngủ chưa. Đi nữa té nữa mà con ô đầu nữa. Hướng cái chó không được cái chó nè. Rồi vợ anh đi hái bông hòn như vậy thì một ngày hái được bao nhiêu ký? 2 ký, 3 ký, ngày 3 ký, có hợp 3 ký, hợp 2 ký. Bông hòn con gai á, hết cả làng đi mà. Hết làng, mình ai cũng nhiều người đi. Nhiều người đi lắm, hái mùa nào mà có bông hòn bằng đồ đi hết luôn cả làng luôn à. Cái trái bông hòn đó người ta mua để làm gì mà bác nhờ? Xúc đi xúc cá. Xúc cá làm thuốc đó. Làm thuốc á. Dạ. Khô á thì 80 ngàn ký. Mà tư thì cái thì 25 ngàn, có hộp thì 20 tự theo học. Dạ. Non học già cổ gì ta đi. Mê anh là có, anh có một người con hay là hai người con? Hai người con. Đây là con anh đó hả? Không phải cháu con anh mẹ nhà. Nó được đi gỡ hai xin nhân cầu ở gần bên kia. Hai đứa con anh đi gửi rồi. Gửi rồi, gửi nhau bên nội. Nó ở nhà mình nội nó đến nè thì ở nhà mình nội không thì ơi nó chỉ té thế này. Trời ơi ăn cơm mà có cái mặt này dính đầy hết cơm rồi kìa. Mà có cả luôn thẹn nè. Nhà anh té bự thế này. Rồi công việc của anh mình đi xúc cát vậy có điều không hay là chỉ ngày có ngày không? Rồi có xúc 2 ngày rồi nghỉ, có người ta kêu mới xúc chứ còn người ta có công thì mình nghĩ người ta làm nhanh hơn thì người ta kêu mình làm lờ mà sao người ta kêu. Chà. Không có công thì mình làm chứ còn có công thì người ta làm nhanh người ta thấy mắc, người ta làm nhanh thì người ta kêu người nhanh chứ. Là cái mong muốn của anh đến nhờ em giúp đỡ cho anh là cái mong muốn của anh là muốn em giúp cho anh như thế nào? Thì muốn giúp để sáng con mắt lại để có mắt đi làm ăn với người ta đó. Em sợ anh để lâu như vậy sợ chữa trị không được nữa.
Đó đi mấy năm quá đi, năm quá đi với bà sơ dân đi thì nó còn chữa trị được, biết năm nay đi được hay không biết nữa. Bà sơ nó nhiều tiền quá bà không dẫn đi nữa, bà nhận luôn bà sơ chỗ cà đấu á. Nếu mà để kéo để lâu như vậy rồi kéo dài lâu thiệt lâu á là mắt anh là không thấy đường luôn, bị mù luôn á ha, mù vĩnh viễn luôn. Một diễn viên Và bây giờ vẫn còn cơ hội để mình đi chữa trị, nhưng mà gia đình khó khăn quá không có tiền. có không có tiền thiệt con. Để cả nhà, cái trường hợp của anh chàng mù này cũng phải nói rất là thương cả nhà. Trong cái cơ thể con người mình chỉ có được cái đôi mắt thôi, đôi mắt với lại cái tay cái chân, mà bây giờ có tay có chân mà mắt mù thì cũng không làm được gì cả. Thà mình đi, mình bị cái chân đi, mình còn thấy đường, mình còn đi đứng đâu được, mình còn nhìn ra xã hội được. Còn bây giờ mù con mắt thì mình không thấy đường nữa thì cuộc đời coi như là phế luôn. Phương, nói gì thôi, tao khốn. Anh có cái mong ước gì? Mong ước để anh em giúp đỡ, để có tiền để đi khám mắt để nó thấy đường lại. À, để mình đi khám mắt, Dạ. mình thấy đường để mình đi làm, mình kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Dạ. Nhiều cái lúc mà anh bị mờ con mắt như vậy, anh có một cái suy nghĩ về gì cho cái bản thân của anh và cho cái gia đình của mình, vợ con rồi tương lai sau này không? Có cho mà nghĩ không nào nữa. Anh có lo, có một cái cảm giác lo sợ sau này mình không còn nhìn thấy nữa không? Lo cho sợ 5 hay 5 nữa không nhìn thấy nữa. Ở chỗ luôn rồi, biết người ta cho ăn gì, cất gà hay là cái gì đó đâu, mình đâu thấy được nữa. Người ta cho ăn gì mình cho ăn nó ra, mình đâu thấy được nữa. Mình thấy chứ mình biết chứ, còn mình mù được ai cho gì mình ăn nấy chứ. Nhiều khi cuộc sống của gia đình anh khó khăn như vậy rồi, vợ anh làm phụ anh như vậy rồi, có đủ trang trải cho cuộc sống không? Thiếu lên thiếu xuống rồi. Con cái của anh đi học hành thì sao? Đứa học lớp 1, đứa thì chưa học mẫu giáo không? Rồi mình có đủ lo cho mấy đứa nhỏ không? Không, thiếu lên thiếu xuống rồi. Có thì có đưa có 5.000 đi học, không có thì ăn cơm nguội đi học luôn à. Có khi nào mà nhà mình hết gạo ăn không? Ồ, mấy cơ làm miếng nói gạo thì hết, không 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 nói nã nữa, hết biết cái đó có hại thì đi chịu mì tôm người ta ăn luôn à, Rồi mình không có gạo rồi con cái mình ăn cái gì? ăn mì tôm luôn, Ăn mì tôm luôn đi chịu mì tôm ăn đỡ, chế người ngồi ăn gối ăn đỡ. hả? Nghe anh nói thì cũng thấy thương cả nhà. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh có mỗi cái câu chuyện nghe phải nói rất là xót xa luôn. Ba của anh là mất rồi hả? Mất có vào Không có ba. Vậy là bác trai đâu bác gái? không, tôi hồi đó cũng nói thiệt cái hồi đó tôi cũng là không bà giá đỡ ngày không có ai muốn, tôi cũng đi muốn kiếm một, tưởng đâu là phải ở trên này phải kiếm một gái thì ra tay giờ mình không nuôi luôn chứ làm sao nữa. vậy là anh Khương là anh chưa thấy mặt cha bao giờ, Không có cha mà. thì cha của anh là như thế nào con chưa hiểu lắm. Thì con có hiểu cái đó hả? Nó thì không có cha luôn nè. Hồi đó kiểu mà đi hót đồ người ta cũng thấy mình về về rồi không, cái người ta nói người ta dụ người ta muốn á, rồi cái chữa xong cái người ta bỏ đi luôn vậy đó, rồi trốn cái mình khổ nữa, người ta bỏ đi luôn được không biết mặt cha ra làm sao. Là ở vậy mới tới giờ luôn. Thì đó con mình nó thì thấy giờ nó cũng khổ, nó đã bắt mắt thì không lờ mà nó để nó ra mắt nó vậy luôn, cái khiên đâu có làm gì đâu được, nếu một có nữa thì sợ làm thì đâu có ai muốn mình nữa, mình khổ mà con mình nói cho máy đâu. Rồi bác ở vậy luôn, không có đi thêm bước nữa hả? Như có đi theo bước nữa ai đâu có bước tới mình nữa đâu, tự dưng thằng ta cũng thấy mình bắt đeo nhau rồi khổ nữa, người ta đâu có bước tới mình, dù mình có bước tới người ta cũng đâu có bước nữa đâu, do mình khổ mà. Rồi bác có suy nghĩ về cái cuộc sống của anh Khương này không? Suy nghĩ lắm con, mà suy nghĩ không có nỡ, một mà bác già là hai mà bác cũng khổ, ba nữa thì không có thấy mắt,
bác muốn cho làm sao chỉ cho con nó sáng mắt chữa như người ta. À, có khổ có đói mà kệ, con có một con mắt. Bây giờ thì suy nghĩ bằng đêm nào con suy nghĩ cho nó mà suy nghĩ không có nở. Do khổ mà. Con thì thương chứ sao không thương mà điều ra mình cũng chữa nở mà. Ăn cũng thiếu lên hụt xuống nữa, nói đi chữa mắt gì nở. Mẹ là anh Khương hiện tại bây giờ là ở chung với lại mẹ vợ. Mẹ vợ. Là bác là sống một mình. Sống một mình. Con thấy cái hoàn cảnh của anh Khương cũng khó khăn vậy đó, rồi bác cũng khó khăn vậy rồi. Bác sống mình vậy, bác có đủ lo cho bản thân của mình không? Tôi cũng nói thiệt, tôi cũng đi xin, tôi cũng có một thằng em bệnh, mà nó thì được ba đứa con. Dạ. À, em ruột á, một cha một mẹ luôn, bây giờ tôi có khổ quá, tôi cũng qua xin nó, tôi xin ăn. À, hay là con cháu ở gần đây thấy tôi không có, nó cũng cho ăn. Dạ. Chứ không phải mà nó bỏ. Điều nó cho ăn á, thì theo ở trên này nó cho ăn là cho cung, cho cá đồ ăn, cái còn tiền bạc thì lâu lâu nó cũng cho vài chục, khi nào mình cũng nói thiệt. Chứ không phải mà bác làm một mình, bác ăn cũng ai đâu làm gì mà có ăn. Còn á, mùa nắng đồ á, bác cũng đi lượm phân, bây giờ mình còn cũng đi lò mò được thì cũng đi. Chừng nào đi không được thì con cháu nó cũng cho ăn chứ biết cho hay không chứ đó mình không biết, bây giờ còn đi được cũng đi lò mò đi miết à. Còn ta khổ, ta còn có con có cái, còn như bác này thì không có cái gì hết. Cả nhà cái trường hợp của anh chàng mù này cũng rất là đặc biệt. Hôm nay đưa chị Lê Thang đến mình khảo sát và mình hỏi thăm. Thì nghe bác gái chia sẻ thì cũng rất là thấy thương. Bác thì cứ hàng ngày đi nhặt phân bò để kiếm sống qua ngày. Nhiều khi đi xin. Mình đi ra ngoài đường mình xin hay là mình tới nhà người ta mình xin bác? Tới nhà ta xin. Đi đường thì ở đây có đường đâu đây. Thì tới nhà nó giờ tối quá. Con cháu nó có không cho xin vậy. Không có đi ra. Bác là bác xin cơm hay là xin tiền? Bác hả? Bác đi xin cơm. Xin tiền. Đói quá thì đi xin cơm. Ừ. Còn đi xin tiền á thì bác cũng nói thiệt luôn, chắc bác đi qua đường thì bác sợ xe bị mắc, bác lờ quá chắc dạ. Dám đi xa khi nào cũng nói thiệt luôn, thì đi xin cơm nè bác cũng đi, mà đi xin tiền á đi trước cái thì bác cũng dám đi, từ những bác kén thiệt là kén luôn dạ. Ở gần á thì thấy, cho ở xa rồi thì không có thấy. Mình đi vào nhà người ta mình xin gạo về mình nấu cơm hay là mình vô đó mình nói là cho bác xin cơm? Mình nói à bây giờ còn cái gì không cho bác xin, hay là bây giờ con cháu có gạo cho bác xin một lon hai lon về mình nấu ăn. Bây giờ người ta nói à hết gạo rồi bác ăn cùng không thì mình cũng ăn luôn. Dạ. Khổ vậy đó hả? Thì khổ vậy chứ. Nhà biết đó, mấy con cũng thấy đâu có ai đâu, có mình bác thiệt. Thì cũng có một thằng này nó cũng đi về với vợ nó rồi, cũng đi làm ăn leo quay ở chồng nè, con không tin thì con hỏi mấy người ở gần đi đi. Dạ. Bác đi xin biết rồi, xin không có xin xa đâu, xin trong làng không rồi, không dám đi xa cái nào, nói thiệt luôn rồi. Dạ. Chắc mai mốt nè cũng đói quá con đi chứ, con đi bậy bạ chứ giờ sao nữa, trời mưa trời gió này đi làm gì đâu mà được. Có khi nào mà bác đi xin mà bị người ta xua đuổi không? Không, chắc chưa xa thì chắc chưa đi đâu. Còn ở đây thì bác đi rồi mà bà anh ta chưa có xua đuổi đâu. Yeah. Người ta thương tình, người ta còn cho nữa. Yeah. À, còn bác người ta nói, có người người ta nói thì cũng có ai nó là kể nó bà khổ, con có con đứa con ăn bây giờ có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, đừng có nói nặng, nói nhẹ. Có người người ta cũng nói vậy. Yeah. Bác là người đồng bào Rắc Lây hay là mình người đồng bào gì bác nhỉ? Lắc la ở lần đầu phẹt thiệt mày. Con dân tộc đây thì không có lắc la à. Là mình gọi bằng đồng bào gì? Dân tộc gì? Dân tộc lắc la đó. Lắc la hả? Hả? Dạ. Cha mẹ đẻ ra còn có hai ba người lận mày chết hết rồi. Còn hai chị em, còn một thằng em của tôi bây giờ không có đi đâu được, bệnh thì bệnh gì nè. Thế không? Ồ. Cũng bệnh. Mà nó bệnh. Rồi cả nhà, hôm nay đưa chị Lê Thang đến đây tìm hiểu cái hoàn cảnh của anh Khương. Biết được cái hoàn cảnh của anh gặp rất là nhiều khó khăn.
Thương cho anh là anh bị mù mắt cả nhà, không có ánh sáng để đi làm công việc để nuôi gia đình. Thì em cũng mong rằng nếu mà anh với em lại có duyên với nhau á, thì lần sau em sẽ quay trở lại để giúp đỡ cho anh nha. Yeah. À, trước mắt á, thì em thấy em khó khăn, em sẽ gửi cho anh một tiền. Yeah. Để cho anh có thể là trang trải cho cuộc sống mấy ngày tới. Yeah. Có thể là mua gạo, mua cá, mua mắm gì đó cho vợ con ha. Yeah. Và anh có thể dùng số tiền này để mình đi lên trên bệnh viện mình khám mắt. Yeah. Anh trước khi em đi khám, anh khám xong anh lấy cái giấy về cho em nha. Yeah. À, sau tập video này em sẽ xin số điện thoại của anh ha, có gì em liên lạc với anh ha. Yeah. Thì em sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân và anh lắng nghe và gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm em nha. Mạnh Thường Quân thứ nhất là sư cô Thích Chi Hạnh ở Mỹ 200.000, chú Thân Niệm ở Mỹ 200.000, cô Bán Chả Giò ở Mỹ 200.000, cô Tư ở Lâm Đồng 200.000, chị Lâm Ái Loan ở Mỹ 200.000, bác Trung Nguyễn ở Thị Sĩ 200.000 và cô Thi ở Thị Sĩ 200.000, cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 2.000.000, tổng số tiền là 3.400.000. 3.400.000 thì em sẽ gửi tặng cho anh là 2.400.000 nha. 2.400.000. Còn 1.000.000 là em sẽ gửi tặng cho mẹ của anh ha. À, con gửi tặng cho bác ha. Em cũng con xin cảm ơn trong và ngoài nước cô chú, cô bác trong và ngoài nước, con xin cảm ơn hết. Con biết gì nói gì hết con. Cho con mẹ tôi con... bây giờ cảm ơn trong nước ngoài nước, bây giờ khổ quá bây giờ thì cảm ơn hết. Tôi giờ không biết nói, tôi dân tung dân tộc được không biết nói cũng như tiếng cảm ơn đó. Dạ. Cảm ơn cô chú trong và ngoài nước cảm ơn hết. Con không biết gì hết. Về nước trong nước cảm ơn hết rồi, sau cũng cảm ơn hai cháu luôn. Cảm ơn hai anh luôn. Thôi cố gắng thôi. Em cũng mong rằng anh em mình sẽ có duyên với nhau ha. Dạ. À, con cũng xin chúc bác thật nhiều sức khỏe ha bác ha. Cảm ơn con nghe. Cố gắng lên bác ha. À, thấy anh Thương tội quá. Giờ ảnh có hai đứa con mà bây giờ mắt anh bị mù rồi, không có làm được cái công việc nặng hoặc là đi kiếm công việc ở đây núi đi gì đó. À, tại vì người đồng bào là họ đa phần là họ sống về núi rừng cả nhà. Núi có rừng thiệt, người ta có rễ, người ta còn cái hái có đào, có nè, có bần học. Dạ kia, có miếng cầu, con này không có rễ, có rừng, có gì hết ấy. Đâu có làm gì nở ở đâu. Con như ăn, con như đi xin không. Xin từng con cháu ăn không. Ủa? Thì bác nói là bác chia sẻ là bác cứ hết gạo là bác đi qua hàng xóm, bác xin con... gạo. À, người ta cho gạo thì đem về nấu cơm, còn người ta không cho thì xin cơm ăn luôn cả nhà. Người ta cho cơm thì ăn cơm. Mấy cháu con thấy làm lúa rồi đó, người ta cắt lúa, con đi xin lúa luôn. Dạ. Không có đi xa được. Đi vòng tay làng không rồi, không có đi xa đâu. Thương là thương cho anh Khương, không biết sau này cứ con mắt của anh cứ để lâu á, kéo dài đi á, sẽ không còn cơ hội để chữa trị nữa. Cái là cái thứ nhất, cái thứ hai sau này biết hai đứa nhỏ con của anh á, nếu mà anh là trụ cột trong gia đình mà không kiếm được đồng tiền để nuôi con á, thì con của anh thì không biết phải là gồng gánh được không. Như trong cái tâm trạng của anh thì anh cũng đang lo lắng cái vấn đề là sau này bị mù nặng đúng không anh? Hiện tại bây giờ là đã nặng rồi đó cả nhà. Dạ. Là vẫn còn đi được, ban ngày thì thấy đường nhưng mà ban đêm là không thấy đường đúng không anh? Dạ. Đi té gấp té mà con u đầu nữa, sợ té hôi sợ chết đúng không? À, thì đi thiệt, đi xe chút đỉnh được, còn bây giờ thì có đi được luôn rồi. Dạ. Còn đi bộ kia chưa đi còn tung bằng chải, tung hàng rào lên, nó đi xe nữa cho nó chết thì được. Dạ thôi em xin phép em về nha. Dạ. À, cố gắng lên ha. Dạ. Cảm ơn mấy con làm ăn thất bại nha, cảm ơn hết. Và cả nhà Đôi Chân Lên Thang cũng xin thay mặt cho anh Khương và bác gái cảm ơn cô chú anh chị mình Thường Quân trong nước và ngoài nước. Đôi Chân Lên Thang xin gửi lời chúc cảm ơn và thất bại, lời chúc tốt đẹp đến cả nhà mình. Có lẽ là Đôi Chân Lên Thang sẽ khép lại video tại đây cả nhà và hẹn cả nhà mình những tập video mới. Để cả nhà xem cái hoàn cảnh của anh Khương, cả nhà cảm thấy như thế nào thì có thể là bình luận góp ý bên dưới comment nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye. Bye.